Mạnh Phiêu xin giới thiệu với các bạn chiếc Ford Mustang đầu tiên 2020 vừa cập bến Sài Gòn. Mời các bạn xem video clip và đánh giá về chiếc Ford Mustang huyền thoại. Let's go! Ford Mustang phiên bản Premium 2020 so với phiên bản tiêu chuẩn hoặc phiên bản V8, phiên bản Premium có những nâng cấp về trang bị đáng kể hơn. Ford Mustang Premium 2019 đầu tiên về Sài Gòn sở hữu màu sơn ngoại thất Rins Performance đang được công ty nhập khẩu ô tô Phú Nguyễn chào bán với mức giá 135.000 USD, tương đương 3,1 tỷ Việt Nam đồng. Khi so sánh với thế hệ 2018, Ford Mustang 2020 không có sự thay đổi nào đáng kể từ ngoại thất. Phần mui xe trên xe phiên bản 2020 cũng giống như phiên bản 2018, đã được hạ thấp xuống 20mm. Đây trước mắt chúng ta là phiên bản GT 500 với thế hệ động cơ V8 cho công suất mạnh mẽ hơn phiên bản Premium. Ngoài ra một số chi tiết trên xe như logo, mâm xe hay cản sau đều được sơn tuyền cho cảm giác thể thao khỏe khoắn. Trên mẫu Ford Mustang Premium này đầu tiên được trang bị cặp mâm với kích thước 19 inch, 5 chấu kép to bản mạnh mẽ. Ngoài ra, phần thân xe còn mang những đường gân dập nổi liền mạch, đậm chất cơ bắp của Mỹ. Vòng ra phía sau, Mustang phiên bản 2020 tiếp tục thu hút ánh nhìn với cụm đèn hậu với dãy 3 đèn LED hình chữ C, bộ khuếch tán màu đen cùng đường nét góc cạnh mạnh mẽ cũng như ống xả đặt ra hai bên. Đây là dòng xe cho những gã thanh niên trai tráng đam mê tốc độ thể thao kiểu dáng mạnh mẽ đầy đẳng cấp. Bước vào không gian nội thất, mẫu Mustang 2020 Premium được trang bị những không gian cabin đầy ấn tượng với thiết kế nam tính, mang một màu đen xuyên suốt, vô lăng kim loại 3 chấu, tích hợp bọc da, nhiều phím chức năng hỗ trợ người lái, lấy chuyển số phong cách thể thao. Với công nghệ xuyên 3 hiện đại, trái tim của Ford Mustang Premium 2020 đầu tiên về Sài Gòn là được trang bị khối động cơ EcoBoost 4 xi lanh 2.3 lít cho ra công suất tối đa 310 mã lực và moment xoắn cực đại 475 Nm. Ngoài ra, hộp số sẽ là một tùy chọn nữa trên Ford Mustang 2020. Điều này bao gồm hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn và hộp số tự động 10 cấp có giá bán chênh lệch khoảng 35 triệu đồng tại Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Mời các bạn đăng ký kênh để đón xem video clip hấp dẫn hơn.